Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Nóng Mỗi Ngày. Người dùng mạng xã hội có tên Lolita Testu chia sẻ một đoạn clip thú vị ghi lại khoảnh khắc một con đười ưa nhặt và đeo thử kính mát của cô đánh dơi. Đoạn phim thu hút 36 triệu lượt xem được quay tại sở thú Taman ở Indonesia. Đười ươi có họ hàng gần với con người, điều này giải thích hành vi của chúng. Testu cho biết con đười ươi đã mang kính dâm của cô ấy khoảng 15 phút, sau đó quyết định ném nó đi để đổi lại thức ăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Đừng quên like video và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.